À, mến chào các bạn. Thì nhà của mình á thì có sử dụng một cái máy nước nóng năng lượng mặt trời mang nhãn hiệu là Việt Nhật Japan Technology, có nghĩa là công nghệ của Nhật Bản. Thì cái máy nước nóng năng lượng này là nó chỉ có 120 lít thôi các bạn. 120 lít thôi. Thì nhà mình á thì ở đây là ở vùng nông thôn. Sử dụng nước là nước giếng, bơm từ ở dưới giếng lên. Thành thử ra là trên cái những cái đường ống hoặc là nó có rong rêu á, nó có những cái chất mà chất cặn bã đồ á, thì nó cũng có ở trong nước. Thành thử ra là mình á, mình chế một cái hệ thống lọc. Cái hệ thống lọc này là nó như vậy. Thì nước từ ở trên bồn nè, mình đưa xuống đây, rồi mình vô cái đường ống này. Thì mình chế cái bộ lọc này là mình dùng một cái ống phi 90 hay 100 gì mình quên, 100 gì mình quên rồi. Thì mình mới đó, mình cắt cái chiều dài nó cỡ bằng đó. Xong rồi nói chung mình cũng cắt mấy cái khoanh nhựa mà, rồi mình cắt cho nó nhỏ lại, mình bỏ lọt lòng vô trong, mình chét keo lại, rồi mình gắn ở trong đó một cái lưới. Cái lưới là dùng cái lưới mà để người ta lưới cam á các bạn. Người ta bọc cái trái cam, trái bưởi á. Mình lấy cái trái bưởi chứ, mình lấy cái lưới đó. Mình làm thành hai lớp mình bỏ vô. Thì mình bỏ vô hai lớp thì cái đường ống vô của nó đây. Thì lúc nào cũng vậy, cái máy nước nóng á, cái mà cái lạnh lúc nào cũng chìm xuống đúng không? Cái nóng lúc nào cũng đi lên, thì thành thử ra mình cái đường ống của nó là nước lạnh là đi xuống dưới. Thì xuống dưới đây thì là nước nó sẽ lạnh, nó sẽ theo cái ống này nó chảy xuống dưới đây, và xuống dưới đây cái nước nó sẽ đun nóng và nó sôi, nó sẽ trào lên và cái nước lạnh nó lại đi xuống đó. Nó cứ cái quy trình của nó như vậy, nó làm cho cái nước nó sôi, nó nóng, nó sôi nóng lên và lên đây. Lúc nào á cái nước nóng nó cũng nhẹ hơn nước lạnh, thành thử ra là nó nổi lên trên. Thì người ta thiết kế nước nóng nó là lúc nào cũng, khi mà nó nóng á, nó nóng á là nó nóng cái nước á là nó sẽ đẩy lên trên, và cái nước lạnh nó sẽ lòn nó đi xuống, cứ vậy đó. Thì cái đây là ống nước nóng đi ra nè các bạn nè. Đi ra thì ở cái ống vô mình chế một cái van một chiều cho nó bảo đảm. Ồ, ở đây van này, van một chiều mà không xài mà ở đây cũng nóng sôi nè. Cái van một chiều này là nó sẽ chặn, nó không cho cái nước nóng dội ngược trở ra ngoài, mà nó sẽ đi, nó chỉ có đi một chiều trong bình thôi. Còn cái nước mà nước nóng này thì tất nhiên là tự nó sẽ chạy ra thôi, mình không cần phải chặn van một chiều. Nhưng mà ráp thêm một cái van để chi, để khi mà thí dụ có sự cố gì á là mình sẽ khóa nó lại. Mình sẽ khóa nó lại. Đó. Thì ở cái máy nước nóng này á thì mình thấy nó như thế này. Cái giá của bộ máy này mình ráp chỉ có tổng cộng á, cả tiền công cán đồ này nọ luôn á, thì người ta ráp cho mình là 5,5 triệu. Mình không biết là bao nhiêu, mình biết là chuyện họ lời đồ bao nhiêu, chuyện đó mình không quan tâm. Nhưng mà cái máy này á thì mình ráp hết 5,5 triệu các bạn. Ráp hết tổng cộng là 5,5 triệu. Thì nhà mình có sẵn cái máy tôn nè. Đó, có sẵn cái máy tôn nó thấp hơn cái bồn. Thì mình gắn nó vô luôn. À, mình gắn trên máy tôn luôn. Tiền lợi khỏi mất công chế cái vàng bên kia. Nói chung chế vàng thì cũng đơn giản, không bao nhiêu tiền. Thì thông thường là lúc nào cũng vậy. Cái bồn nước nóng nó sẽ thấp hơn cái bồn nước chính của nó. Và mình sử dụng cái ống thoát hơi á, nó sẽ cao hơn cái bồn chính của nó. Nếu mà nó thấp hơn á thì nó sẽ phun nước ra ngoài luôn á. Đó, cái ống mà ống thoát hơi lúc nào cũng cao hơn hết. Đó, thì là qua một năm sử dụng thì mình đánh giá, mình thấy là nó là có hai, nó người ta nói có hai loại. Một loại là Việt Nhật này là 5,5 triệu. Với một loại gì đó mà mình thấy nó cũng ra bằng technology thôi, mà nó nói là của Nhật nhập nồi luôn. Nhưng mà nếu nhập nồi thì phải mắc in ra băng chứ không thể
không thể là ra băng technology được. Thành thử ra mình nói bây giờ ai cũng xài cái mắt hết, thì bây giờ cái rẻ, cái mà cái rẻ sản xuất ra rẻ thì ai xài, đúng, thí dụ 5,5 triệu, 6,5 triệu thêm có 1 triệu à, hoặc là 5,5 triệu, 6 triệu thêm có 500, 5,5 triệu, 6,5 triệu như vậy. Thì bây giờ cái mà cái mắt ai cũng xài cái tốt hết, thì bây giờ cái mà cái rẻ thì công ty nó phá sản sao? Nói thôi, nó nói ai cũng ráp cái mắt hết, ai cũng ráp cái 6,5 triệu gì đó hết á. Nói thôi, bây giờ nếu mà ai họ cũng ráp cái kia thôi, ráp cho mình cái 5,5 triệu đi. Bởi vì sao? Mình ráp cái 5,5 triệu đang chị, để ủng hộ cho cái công ty mà mình thấy khác thương hiệu nha, cho công ty Việt Nhật, người ta còn có đường người ta sống chứ, đúng không? Đó, thành thử ra là mình ráp cái này thì trong 2 năm sử dụng, 1 năm sử dụng thì mình thấy là thứ nhất là cái ống của nó các bạn thấy còn trong khe ha. Có thể là do nhờ mình chế cái bình lọc nước này, cái bình lọc này nó sẽ làm cho không có cái cặn, không có cặn đồ nó vô trong cái ống này. Chứ thường thường thấy người ta hay bị là cái ống nó, cái chất mà chất bẩn nó xám xịt cái ống à, rồi phải tháo ra xúc. Mà mình thì mình thấy qua 1 năm sử dụng thì mình thấy quá ok, không thấy có lên màu lên gì hết. Đó, thì theo như mình nghĩ á, theo mình nghĩ là phải chế bộ lọc này thì ok hơn, đúng các bạn? Đó, chế bộ lọc thì thấy nó ok hơn, là nó sẽ được sạch sẽ cái nước vô. Và mình thấy là mình sử dụng trong 1 năm thì 120 lít. Cái vùng này của mình là ở vùng Long Khánh, Đồng Nai, thì nói chung cái nhu cầu mà sử dụng nước nóng nó không nhiều. Mới đầu mình ráp vô mình dự định là chỉ có tắm thôi, nhưng mà ở đây nó nóng lắm, thành thử ra là mình sử dụng nước nóng cũng không có nhiều. Với 120 lít thì mình sử dụng mà tắm không thì không hết được, cả nhà xài không hết, không cách nào hết được 120 lít nước nóng này hết á. Nước nóng này nó nóng sôi tới mức độ các bạn biết, nó sôi luôn, nó sôi trào bọt lên trên kia luôn, mà xuống là nó nóng sôi, mà mình có máy đo luôn là trên 120 độ. Nó nóng là mình bỏ con gà mà mình khỏi cần phải nấu lại, mà mình để vậy là mình làm lông luôn, nó nóng cỡ đó đó, nóng ghê lắm. Thành thử ra mình như nhà mình bây giờ là mình không sử dụng cái máy lọc nước, máy lọc nước mà máy lọc nước uống bình thường, tại mình thấy lọc thì cũng lọc từ cái nước mà nước ở ngoài thiên nhiên rồi bỏ qua rồi cứ lọc đi lọc lại không biết có sạch không. Thì thôi thì tốt hơn hết là mình sử dụng là mình lấy cái nguồn nước nóng này, mình mua một cái ấm thứ 5 lít đó, thì mình nấu một ngày là chừng khoảng 2 ấm, đó là uống dư dả rồi. Thì mình nấu cái ấm đó để mình xuống mình cho coi cái ấm. Nói chung là về máy nước nóng thì quá tốt rồi. Thì mình thấy nhiệt độ, mình thấy nước cũng là xài dư dả, nóng kinh khủng luôn. Và mình bắt nó như vậy thì mình thấy là cực kỳ ổn định, là ngon rồi đó. Để mình xuống mình sẽ xem cho cái coi cái mình dùng cái ấm 5 lít mình nấu. Rồi khi mình nấu rồi mình sẽ chế vô cái tủ lạnh. Cái tủ lạnh của nó là có cái ngăn mà cái ngăn mà làm mát, làm lạnh nước, mát nước á. Đời mới giờ rất là ok, và nó đi ra nó cũng có một cái đường lọc nước rất là sạch sẽ, ngon lành. Để mình đi xuống cho các bạn xem. Đây mình xài cả đèn năng lượng mặt trời. Đèn này rất là tiện lợi các bạn nha. Đêm là coi như là cứ đêm là tự bật lên sáng. Nó bảo hành 12 năm. Đèn này của thằng Sun Lai. Thằng gì? Quên rồi, nhưng mà hàng chính hãng. Rồi. Đó, cái nguồn năng lượng đèn năng lượng mặt trời này mình cho vào trong đây. Trong nhà này. Đó, về cái nguồn điện năng lượng mặt trời thì mình cho nó sạc vô đây. Nó cứ của hàng Suntech 40W, nó cứ sạc là đây, là coi như là xài thôi. Còn mình sử dụng một cái ấm. Đây là cái ấm 5 lít. Đó.
Mình sử dụng ấm này 5 lít nước nè. 5 lít nước thì mình nấu 5 lít này. Thì mình sử dụng một cái tủ lạnh. Thì cái tủ lạnh này á là nó có một cái mình chế nước vào trong đó. Xong cái bắt đầu nó làm lạnh là mình rót ra mình uống thôi. Mình cứ để như vậy là ra uống. Đó. Một cái tủ lạnh rất là lớn. Cái này nó bảo hành tới 12 năm luôn các bạn. Panasonic nè. Đó. Thì ở trong này nè. Trong này nó có một cái ngăn để mình đựng nước lạnh này, nước nè các bạn. Thì cái ngăn này nó đựng được 3 lít. 3 lít nước là maximum đó. Mình chế vô đó, mình sử dụng đó. Rất là ngon lành. Đó. Thì mình có một số đánh giá và chia sẻ để cho các bạn cùng nếu mà có các bạn có muốn tìm hiểu gì thì ví dụ đang tìm hiểu cần mua máy nước nóng đồ này nọ đó thì được biết đó. Thì mình cũng xin chia sẻ như vậy các bạn nha. Rồi, mình chào các bạn.